Em tình xe lướt xin kính chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi xe cũ. Em tình đến từ Salon Yusuka Việt Nam, có địa chỉ tại tầng 1 tòa nhà CT1B, chung cư Hà Nội Homeland, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, Hà Nội. Thì hôm nay em tình tiếp tục lên sóng chào tất cả các bác và giới thiệu em mới về một chiếc xe Toyota Camry. Chiếc xe Toyota Camry này của em là phiên bản 2.0G, chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc và được sản xuất đăng ký năm 2021. Đăng ký tên tư nhân, biển số thành phố, một chủ từ đầu. Và chiếc xe lăn bánh chuẩn 13.000 km zin. Chiếc xe được khoác trên mình ngoại thất màu đen và nội thất đen anh chị nhé. Đó. Kèm theo thì chiếc xe Toyota Camry này của em thì cũng đã được bác chủ xe nâng cấp lên một số món đồ chơi. Đầu tiên thì như các bác thấy đây là phiên bản 2.0G. Thì đã được bác chủ xe lên được một bộ vành của phiên bản 2.5Q cực kỳ đẹp. Đó, chiếc xe rất là mới anh chị nhá. Sơn zin thì còn rất là nhiều, tỷ lệ sơn zin còn rất là cao, lên đến 98% là tỷ lệ sơn zin trên toàn bộ bề mặt chiếc xe. Xe rất là mới, màu đen, nội thất đen, cực kỳ đẹp. Tên tư nhân, biển thành phố, một chủ từ đầu. Thì với những cái chiếc xe biển thành phố này, anh chị ở Hà Nội nếu như có nhu cầu mua bán sang tên về biển Hà Nội thì mình sẽ không mất 20 triệu tiền biển nhá. Đó, mình sẽ được bấm biển số mới và chỉ mất 2% thuế trước bạ khi đi sang tên thôi. Đó, xe thì rất là đẹp và rất là mới rồi. Và về chất lượng thì bên em luôn luôn sẵn sàng và cam kết với tất cả các bác. Xe không có đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước, không thủy kích. Máy móc động cơ số nguyên bản, giấy tờ pháp lý, hồ sơ sang tên đầy đủ minh bạch, không tranh chấp, không phản nguội. Và đặc biệt là với chiếc xe Toyota Camry này thì em tình cam kết chuẩn với các bác. Đồng hồ chạy zin 13.000 km, zin theo xe không thua các bác nhé. Các bác mua xe bên em thì hoàn toàn có quyền có thể check hãng hoặc là kiểm tra tại bất kỳ gara hay là nhờ anh em thợ thuyền nào để có thể check test lại chất lượng. Và nếu như các bác phát hiện ra lỗi sai cam kết trên, em tình sẽ nhận lại xe cũng như là hoàn trả lại các bác 100% tiền các bác đã đặt cọc nhé. Đó. Bên em thì luôn luôn có những cái ưu đãi hỗ trợ các bác về thủ tục mua bán xe, như là hỗ trợ các bác đăng ký sang tên đổi chủ này, hỗ trợ các bác rút hồ sơ gốc này, hỗ trợ các bác làm thủ tục trả góp ngân hàng, giá trị vay cao lên đến 70% giá trị xe. Kèm theo thì hỗ trợ các bác là giao xe toàn quốc nhé. Đó, chiếc xe thì cực kỳ đẹp và rất là mới. Và hiện tại với chiếc Camry 2.0 sản xuất 2021 nhập khẩu này của em tình, em tình đang chào bán với mức giá là 1 tỷ 040 triệu đồng. Giá thì vẫn còn có thể thương lượng được thêm cho các bác. Để có giá tốt nhất thì các bác có thể inbox qua Zalo cho em, hoặc là gọi điện trực tiếp với số điện thoại là 0911 666 325, hoặc là các bác có thể vào Facebook chính chủ của em tình là xe nước Văn Tình để tham khảo thêm nhé. Đó, xe cực kỳ đẹp và rất là mới, đã lên được rất nhiều đồ chơi rồi, bộ vành la răng 2.5Q cũng như là thảm sàn 6D dán kính cách nhiệt đầy đủ cho xe rồi anh chị nhé. Sau đây thì em mời anh chị cùng em xem qua phần nội thất của chiếc xe này. Đó, xe được mang gam màu ngoại thất màu đen cũng như là nội thất đen, cực kỳ đẹp và sang trọng anh chị nhé. Đó, cực kỳ mới. Xe thì full lịch sử bảo hành bảo dưỡng trong hãng tại Toyota luôn anh chị nhá. Đây, phiếu hiện bảo dưỡng tại 13.000 km và hiện tại thì số km đang là 13.117 km zin anh chị nhá. Đó. Vô lăng cũng như là cần số theo xe thì còn rất là mới, nguyên bản 100%. Xe thì có trang bị là phanh tay điện tử cũng như là an toàn hâu anh chị nhá. Đó, điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Màn hình giải trí này, cảm biến gạt mưa tự động này, cũng như là gương chiếu hậu chống chói. Ghế lái và ghế phụ được trang bị là ghế chỉnh điện nha anh chị nhá. Đó, nội thất thì rất là đẹp và rất là mới rồi, với một chiếc xe mới có 13.000 km thôi, rất là xịn sò đúng không ạ. Đèn thì đương nhiên sẽ là auto rồi, có cân bằng điện tử. Đó, cực kỳ đẹp và rất là mới đúng không ạ. Em mời các bác cùng em xem qua nội thất hàng ghế phía sau nha anh chị nhá. Đó, tất cả mọi thứ còn đẹp nguyên bản và rất là mới ạ. Có cửa gió điều hòa ghế thứ hai anh chị luôn nhá. Đó, táp bi cánh cửa cũng như là keo chỉ là còn nguyên bản 100%. Đây, các bác có thể xem giúp em phần na răng cũng như là phần nốp của chiếc xe này. Đấy, na răng này là na răng đã được bác chủ độ lên của phiên bản 2.5Q nhá. Đó, rất là mới đúng không ạ. Bác có thể xem giúp em phần lốp này, lốp thì còn dày bích cũng như là các khe rãnh lốp thì còn nguyên anh chị nhá. Đó, rất là đẹp và rất là mới rồi đúng không ạ.
sơ cua của chiếc xe này còn chưa hạ phiên bản 2.0G, thế nhưng bác chủ cũng đã dán cái phần đó là logo là 2.5Q rồi đó. Với chiếc này đi ngoài đường thì nếu như bác nào nhìn thoáng qua thì có thể nhận định đây là một chiếc xe Toyota Camry 2.5Q như bình thường đó. Còn nếu như chúng ta quan sát kỹ hơn về phần nội thất thì chúng ta có thể nhận biết được luôn là Camry Q sẽ trang bị thêm đó là cửa sổ trời cho các bác nhé. Đó. Hệ thống ghế lái và ghế phụ thì đều được trang bị là ghế chỉnh điện hết rồi. Đó. Và nội thất ghế da thì rất là đẹp. Đó. Anh chị xem giúp em luôn nhé. Táp lô cũng như là táp bì canh cửa thì rất là mới rồi. Cực kỳ là đẹp và xịn sò đúng không ạ? Ở trong cái tầm phân khúc 1 tỷ nhô cho một chiếc xe siêu lướt 2021 nhập khẩu, phân khúc sedan hạng D thì Toyota Camry luôn luôn là một lựa chọn hàng đầu cho quý anh chị nhá. Đó. Cực kỳ là xịn sò luôn. Dạ vâng, thì với chiếc xe Camry này em Tình cũng đã chia sẻ về chất lượng cũng như là phần cam kết và những hỗ trợ của bên em rồi. Và mức giá bán thì bên em đang chào bán với mức giá hiện tại là 1 tỷ 040 triệu đồng. Giá còn thương lượng tốt hơn cho các bác nhé. Vậy thì cụ thể thì em xin vui lòng các bác hãy nhấc máy và alo trực tiếp cho em Tình là 0911666325 để được tư vấn cũng như là có giá tốt nhất về chiếc xe Camry 2.0G nhập khẩu nguyên chiếc sản xuất 2021 này của em Tình nhé. Đến đây thì em Tình cũng xin được tạm dừng video và cảm ơn tất cả các bác đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt tất cả các bác. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.